rất là nhiều người sử dụng TT thì họ cho rằng là nó có cái giá trị để chữa bệnh hoặc là nấu ngon. Bảo vệ TT thì không phải vì một người mà có thể làm được, thì tất cả mọi người đều có thể giúp cho người công tác mà bảo tồn các cái loài TT này. Vì thế nên là nó cần các bạn hỗ trợ về tiền thức ăn, tiền kinh phí, tiền chuồng trại, lên án tất cả những cái ai mà đang sử dụng, đang buôn bán những cái con TT để chúng được tự do ở ngoài tự nhiên.